Cuộc đời này là một cõi tạm, ai đến rồi cũng phải đi, đi trước hoặc đi sau. Sống vài năm nữa, vài chục năm nữa, sống không có giá trị cũng chẳng có nghĩa gì, còn hơn sống ít mà sống có giá trị, sống để cái cuộc đời này nó tốt đẹp hơn thì hãy nên sống. Nếu kiếp này tôi không đủ phước phần thì tôi còn kiếp sau, tôi không gieo thì tôi hy vọng kiếp sau. Còn nếu như kiếp này tôi quá khổ đau thì tại vì kiếp trước tôi sống không ra gì cho nên kiếp này tôi phải khổ đau, tôi bằng lòng là bởi vì bản thân tôi đâu biết kiếp trước tôi đã làm gì mà kiếp này tôi phải khổ đau như vậy. Cho nên kiếp này tôi phải ráng sống làm sao nếu còn có kiếp sau tôi phải được tử tế hơn. Tôi phải được sinh ra trong một cái gia đình cha mẹ anh em thương mến tôi có một cái hạnh phúc thật sự. Vì tôi nhìn thấy được cho nên tôi cố gắng tôi làm tất cả những gì để hy vọng kiếp sau tôi lại trở lại, nếu như có thể tôi được sống một cuộc đời hạnh phúc. Ông trời đã hào phóng cho tôi quá nhiều, cho tôi vật chất, cho tôi mọi thứ trên đời, nhưng cho tôi một nỗi cô đơn không ai có thể bù đắp được. Đâu đó là sứ mệnh của tôi, là số phận của tôi. Vì tôi biết làm chi cho nhiều thì tôi khổ. Người ta nói là ngu si hưởng thái bình, nhưng tôi không ngu si được, cho nên tôi khó mà có thái bình. Nếu tôi biết nhường nhịn một chút, tôi biết bánh bèo một chút, tôi biết nịnh bợ một chút, tôi biết nhu nhược một chút thì có lẽ là cuộc đời tôi sẽ không khổ. Nhưng nếu như vậy thì không phải là tôi. Cho nên đâu đó nó cũng là sứ mạng nha quý vị. Cho nên phụ nữ sinh ra là để được yêu thương. Tôi có đầy đủ những yếu tố để được yêu thương, để được trân trọng. Nhưng những cái thứ đó đối với tôi nó không quan trọng. Bởi vì những cái thứ đó nó rẻ lắm, nó phù du lắm, nó mị lắm. Mà tôi phải sống cho tôi, sống cho cái hào hùng trong con người tôi, sống đúng khí chất của tôi, sống đúng bản lĩnh của tôi. Vì tôi không bạc nhược.